Thưa quý vị, chiều nay ngày 1 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước tiếp và làm việc với đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện làm trưởng đoàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. Tại buổi giám sát, đoàn nghe báo cáo kết quả việc thực hiện bố trí cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động tiếp công dân của cơ quan tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. Việc thực hiện tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, hồ sơ quản lý tiếp công dân, việc tiếp nhận phân loại xử lý đơn tiếp công dân được giao nhiệm vụ tiếp dân, kết quả tiếp công dân của cơ quan tiếp công dân tại trụ sở. Trụ sở tiếp công dân được xây dựng tại địa điểm mới và đưa vào vận hành từ tháng 9 năm 2023. Trụ sở bố trí khang trang, vị trí thuận lợi để công dân đến liên hệ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, đồng thời thực hiện niêm yết nội quy, lịch tiếp công dân thường xuyên của Ban tiếp công dân tỉnh, cơ quan phối hợp và lịch tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và văn bản khiếu nại của công dân. Từ đầu năm đến nay, Ban tiếp công dân tỉnh đã tiếp 819 lượt công dân. Trong đó, các hộ khiếu nại kéo dài chiếm 61,29%, tiếp nhận 962 đơn của công dân gửi đến với 311 đơn khiếu nại, 22 đơn tố cáo, đã phân loại điều kiện xử lý 211 đơn. Các cơ quan phối hợp tiếp công dân được duy trì thực hiện tốt tại trụ sở và cơ quan, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ, nắm rõ thông tin vụ việc, nên khi tiếp, trả lời, hướng dẫn công dân được chính xác, đạt hiệu quả cao. Dịp này, đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đến dân hương tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên. Cùng tham dự với đoàn có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng. Tại đây, đoàn đã dành phút mặc niệm, thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực của cách mạng Việt Nam. Gần 70 năm hoạt động cách mạng, Bác Tôn đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Với những cống hiến to lớn của Bác, Bác Tôn là người đầu tiên vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng huân chương sao vàng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Bác Tôn ra đi để lại cho thế hệ hôm nay một di sản vô cùng quý giá về tư tưởng, đạo đức, chất hào sản của người dân vùng đất Nam Bộ, ý chí quật cường, kiên trung và tinh thần yêu nước, thương dân của người chiến sĩ cộng sản, vị lãnh đạo kính mến của dân tộc. Tiếp đó, đoàn cũng đến thăm và dâng hương tại nhà sàn thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.